Zaun là một tàu hệ thú vị của mùa 9 với những biến đổi hóa kỹ rất mạnh mẽ. Và đặc biệt, có rất nhiều tướng dùng tốt các biến đổi này hơn cả các tướng Zaun hàng chuẩn. Hôm nay hãy cùng cà phê nhân phẩm theo dõi trận đấu Chu Yin sử dụng Javan Zaun ôm bom cảm tử khắc chế meta cực hay nhé. Anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Trận đấu hôm nay diễn ra ở tập đoàn Glux, mỗi khi ghép một trang bị hoàn chỉnh, nhận được 3 vàng. Đến với vòng quái đầu tiên, Chu Yin đã có ngay 2 cậu Eco, một dấu hiệu chốt bài không hề nhẹ. Tiếp tục những vòng quái tiếp theo, anh nhận thêm 2 mảnh là kiếm và giáp, thêm vào đó là 3 vàng. Nâng cấp đầu tiên là bậc vàng. Trước đấy đã chọn huyền thoại ấp nên Chu Yin có tàng thư bí mật ở lựa chọn số 1. Và có vẻ anh chắc chắn biết mình cần gì rồi nên roll luôn cái số 2 và 3, rồi vẫn quay về với tàng thư, mở sách luôn cho nóng. Anh lấy ấn Zaun, bắt Warwick từ cửa hàng, cùng Jinx và Echo có được từ trước khi anh đã có đủ 4 Zaun từ 2.1. Hai biến đổi hóa kỹ đầu tiên là hóa khuẩn chết chóc và hóa kỹ bất ổn, cả hai đều rất ngon. Đội hình chưa có nhiều 2 sao nên hai round đầu tiên Chu Yin đều để thua, nhưng nhờ việc dùng tốt biến đổi hóa kỹ mà anh chỉ thua một chest. Nhìn thấy cái chuỗi thua đẹp trước mắt, anh bỏ 4 Zaun ra ngoài cho chắc ăn, nhưng cũng vì đó mà nhận trận thua 5 chest ở 2.3 này. Nhặt Warwick cầm đai máu từ chợ, về nhà anh ghép luôn cờ lệnh Zeke lấy 3 vàng. Do có Warwick mới trong cửa hàng nên anh bán con cũ để tháo hóa kỹ bất ổn ra. Dù vậy, update đội hình như thế là chưa đủ, anh tiếp tục thua đau 2 round sau và có chuỗi thua 5. Tự lên 5 ở round quái đá, Chu Yin rất may mắn khi bắt được một tướng 4 vàng chỉ với 2%. May hơn nữa khi đó lại là Jerry, mảnh ghép quan trọng của team. Đánh xong 7 quái đá, anh nhận thêm mảnh kiếm, nước mắt và váy cùng 2 tướng 3 vàng, kích hoạt hóa khuẩn chết chóc cho Jerry, cho Kalista vào cầm hộ đồ và kích thêm thách đấu. Chu Yin tiếp tục kéo dài chuỗi thua lên 6. Nâng cấp thứ 2 của game tiếp tục là bậc vàng. Vẫn giống y như 2.1 thì anh roll 2 lựa chọn sau, rồi vẫn chọn option đầu tiên là túi đồ cỡ đại, nhận 2 trang bị thành phần ngẫu nhiên, 12 vàng và một búa rèn. Chọn xong thì hai mảnh trang bị anh nhận được là găng và gậy. Dùng búa rèn để đập mảnh váy, Chu Yin may mắn có mảnh cung và ghép luôn cuồng đao cho Jerry. Tiếp tục để thua 2 round sau đó và giữ vững chuỗi thua, Chu Yin vẫn còn 47 máu nhờ việc update đội hình vừa đủ. Nhặt Yasuo với mảnh cung từ chợ, Chu Yin vừa lấy được đồ tốt vừa khiến nhiều đối thủ bị mất cả hai mảnh ghép quan trọng cho team. 3.5 đã lên được 7, roll thêm và có được Javan, Ugot, đủ 6 Zaun cùng đôi Jerry. Chu Yin cho Ugot biến đổi hóa kỹ cuối là mảnh ghép thích ứng. Javan ấn Zaun lời thề hộ vệ và hóa kỹ bất ổn, biến Javan từ J4 trở thành C4 đích thực với cú nổ bom hóa kỹ sau khi nằm xuống. Đối thủ vòng này là nhà Ionia, đã có cả đấng lẫn Kai'Sa nhưng đồ chưa max ping và có một sao nên thiếu đam trầm trọng, không làm khó được 6 Zaun đang cực khỏe. Chiến thắng đầu tiên dành cho Chu Yin. Tiếp tục roll ở 3.6, anh có Jayce 2 sao cùng 3 đôi thông, Javan, Ugot và Jerry. Round này đối đầu nhà hiệu triệu nhân, Javan nhảy cực đẹp vào giữa team địch, bị Seth kéo lên một đoạn nên lúc chết đã nổ không trúng Kama, nhưng vẫn sẽ là easy win dành cho Chu Yin. Tiêu diệt bầy sói, anh có thêm 3 mảnh là găng, gậy và nịt. Đang có sẵn nhiều đôi nên Chu Yin buộc phải roll để giữ vững cái chuỗi thắng này. Lần lượt lên được Ugot và Jerry 2, ghép kiếm súng để hoàn thành trang bị cuối cùng cho cô nàng tia chớp. Gặp một nhà Ionia, vẫn là combo Yasuo Kai'Sa một sao đó nên Chu Yin không có vấn đề gì trong việc lụ tiếp với trận thắng thứ 3. Tới vòng chọn cuối cùng, ta có các nâng cấp kim cương để game thêm phần hấp dẫn. Lựa chọn của anh gồm túi đồ ấp, nhận 2 trang bị thành phần ngẫu nhiên, một máy sao chép tướng và một sẻng vàng. Thứ 6 kỳ quái cho tam hợp kiếm và một cái nữa sau 3 round cùng khuyến mãi kinh nghiệm. Túi đồ ấp hiện không quá đáng giá, cả thứ 6 kỳ quái cho tam hợp lẫn khuyến mãi kinh nghiệm đều không giúp team Chu Yin cải thiện được nhiều sức mạnh. Anh quyết định roll và có 3 lựa chọn mới, trong đó hai thứ đáng quan tâm là găng tinh xảo và Donnie đóng giày. Cả hai đều liên quan tới bốc đồ, nhưng Chu Yin cho rằng giá trị của các món đồ ánh sáng ngẫu nhiên vẫn cao hơn đồ chuẩn của Donnie đóng giày. Anh pick luôn và đưa bốc đồ ánh sáng cho Ugot đang chưa có gì. Round này gặp nhà quân sư Asia Carry, Javan team mình có lơi thề nên nhảy trước đối phương, vào giữa team địch và nổ một cú đau điếng. Asia địch tuy vẫn sống nhưng rất chật vật với Ugot đeo giáp gai ánh sáng. Combat kết thúc với chiến thắng dành cho Chu Yin, bắt đầu thắp lên ngọn lửa win streak. Đối thủ 4.3 lại là Ionia, có luôn Yasuo 2 sao, 3 đồ chuẩn chỉ. Trong đấy có đại bác nên không khó khăn để đấng tìm đến vị trí Jerry, nhưng lại đứng ngay trước mặt Jayce nên ăn cú cầu sớm đau điếng.
hồi đầy mana và bay đi chỗ khác mà chưa kịp hạ Jerry, dính ngay một quả bom rồi bay mổ ngay lập tức. Phần còn lại dễ dàng bị quét sạch, chiến thắng cho Chu Yin. Nhặt mảnh kiếm nữa từ chợ, anh làm thêm Zeke cho Jayce, hỗ trợ đồng đội tốt hơn. Meta rất có vấn đề khi một lobby mà cứ loanh quanh luẩn quẩn Yasuo, Kai'Sa và Azir. Xem những pha combat hơi giống nhau này cũng có phần nhàm chán anh em nhỏ. 4.5 đối đầu nhà Azir quân sư, Javan nhảy không trúng Azir. Vụ nổ hóa kỹ cũng không quá nhiều sát thương khi đây chỉ là Javan 1, máu còn rất ít. Hàng thủ địch không có Nasus hay Javan nên rất mỏng, có Sion 2 mạng câu giờ được chút. Nhưng một chút đấy để cho Azir 2 thăng hoa đã là quá đủ, vừa trâu vừa xỉa cực thốn. Chu Yin thất bại và mất chuỗi thắng. 4.6 đã lên được Javan 2, gặp đối thủ là nhà hiệu triệu nhân. Dù nhìn qua không có gì quá đặc biệt, nhưng bằng một cách nào đấy, tim mình lại bốc hơi rất nhanh. Sau khi định thần lại mới thấy đối phương có Rai Zaun, còn đang có hơn 50 vàng nên lượng sát thương ông xả ra là cực kỳ lớn. Cầu máu sàn sau siêu nhanh, Kama chỉ việc bồi thêm trường hạ gục. May thay, Javan trước đó đã nổ một cú khá đau nên clear được đa số chest, anh để thua 2 con. Bầy chim biến dị cho thêm 4 mảnh, gồm găng, nước mắt, giáp và váy. Lên 8 ở đầu 5 chấm, anh thêm Tristana kích 4 bắn tỉa, tăng thêm sát thương, ghép được thêm bốc đồ cho Jinx và một lời thề hộ vệ nữa cho Javan. Vẫn là gương mặt thân quen Azir ở 5.1, lần này có thêm nàng Lux bầu bạn, trông cũng khá đáng sợ. Round này, anh chàng đang mải xem để phân tích sức mạnh của Rai Zaun nên không quá để ý combat. Nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng, với Jerry chỉ còn 1 chấm máu. Đổi lượt thôi nào, hết thấy mặt Azir thì ta qua gặp Cô Long, Dương Quá, Kai'Sa, Yasuo. Javan với hai lời thề nhảy ngay đầu combat, tạo khoảng trống cho các tướng cận chiến đối phương tiếp cận hàng sau. Yasuo cũng nằm trong số đấy, nhưng chỉ đang 1 sao thì đấng cứ gọi là no dam. Ra đi để lại Kai'Sa cũng đang bất lực. Chu Yin chiến thắng với Javan vẫn đang sống, tiện luôn nhà kia lên bảng. Quay về đánh nhau với Azir ở 5.3, Javan nhảy được tận 2 lần. Vị trí cực đẹp, cầu máu hàng sau địch xuống thấp, để Jayce bồi cú cột sấm ăn 3, easy win. Đi chợ nhặt cuồng đao, lắp tạm cho Tristana. Round này, anh lại gặp một nhà Azir khác, trông cứng cáp hơn trước rất nhiều với full dàn 4 vàng 2 sao cùng 5 Shurima. Vào giao tranh, Chu Yin dùng mài chiều tốt vào các tướng quan trọng của địch. Bên này, Javan đang có vị trí đẹp thì lại ulti lần 2, lên vị trí quá cao, không thể nổ trúng hàng sau địch. Và Chu Yin phải nhận trận thua đau đớn trước Azir địch chỉ có 1 chấm máu. Ai à, cuối cùng cũng được đổi gió một chút. Đối thủ 5.6 là nhà hiệu triệu nhân với con Rise quỷ lần trước. Lúc này đã lên 8 nhưng chỉ có 30 vàng nên Rise đã yếu đi rất nhiều, không mở được nhiều cổng để bắn phá như trước nữa. Tuyến sau team mình được thoải mái chơi game, Chu Yin chiến thắng và tiễn luôn nhà này lên đường. Đến luôn với giai đoạn 6 chấm, lúc này chỉ còn lại 4 người chơi, Chu Yin, 6 Zaun cùng 3 bài meta. Lúc này anh đã lên 9, vì chưa có gì ngon nên tạm cho Rise vào lấy hiệu ứng. Đối thủ vòng này là một nhà Azir khác với hàng thủ khá mềm, dễ dàng bị nổ tung trước quả C4 biết nhảy. Chu Yin đấm gần nguyên nhà. Đã bắt được 20 Dinger, lấy thêm được hẳn 2 chest vào sân cùng một kỹ năng khống chế diện rộng rất ngon. Đối thủ 6.2 là nhà Ionia. Chu Yin xếp Jinx giáp gai giáp máu vào góc, thành công câu được Yasuo bay vào. Đấng dù phải bay qua bay lại vài lần nhưng vẫn quẩy nát hàng dưới, để Kai'Sa lo phần còn lại là kết liễu. Dù vậy, Ugot với hai đồ ánh sáng vẫn sống rất dai. Tristana dù 1 vàng vẫn hỗ trợ được chút với 2 trang bị hoàn chỉnh, chiến thắng cho Chu Yin. Bán chi hách một số để lấy một cái 500 gỡ đồ, anh gỡ áo cho bóng tối và cuồng đao, chuyển cho Heimer. Ugot hách ra lốc ánh sáng, Chu Yin kê lốc và cho lắc đối phương một chuyến bay vui vẻ. Đội hình được update nhiều, cộng thêm việc đối phương thiếu một carry giúp team ta combat dễ hơn hẳn, kê lũ sớm Azir đối phương. Khi Lux hạ cánh thì đã chẳng còn gì, cố tạo cầu vồng nơi tăm tối nhưng không có phép màu nào xảy ra ở đây. Chu Yin cho nhà này một vé sang trận sau. Quanh đi quẩn lại vẫn là gương mặt thân quen Azir, lần này có chút cứng cáp với Kassante và Nasus. Kassante cầm 2 cốc, vào combat đã giúp Javan sang góc để Azir phó cất Ugot, nhưng khá đen cho gà khi cua lại có thú tượng ánh sáng, tránh rất trâu, câu nhiều thời gian. Javan sau lần bị sút sang góc đã quay lại giữa bàn cờ bằng ulti để phát nổ một cú thật đẹp, giúp Jerry và đồng đội kết liễu địch nhanh hơn, chiến thắng cho Chu Yin. Đối đầu Ionia ở 6.6, do xếp góc nên Jerry sớm bị Yasuo lốc cho bốc hơi ngay lập tức. Đấng quẩy rất hăng ở sau mà không ai làm gì được. Phải chờ đến lúc IQ bị suy giảm mà bay vào quả bom Javan đang chờ phát nổ thì trận chiến mới cân bằng lại. Cuối cùng chỉ còn Ugot solo Kai'Sa, cứ tưởng kèo khó, ai ngờ lớp lá chắn được quyền trượng tăng tiến lại quá ảo ma. Ugot cánh kèo mang về chiến thắng. Đến luôn với round quyết định 7.1. Lần này đấng đã không còn lốc được Jerry như trước nữa, bay vào hạ được Jinx thì bị trả lại một đống đam bởi các tay súng khác trong team.
Rồi Đấng tiếp tục có pha xử lý đi vào lòng đất khi lốc ngược lên Javan, báo đồng đội nổ tan tành. Tin dọn nốt Kai'Sa sót lại, đem về cái top 1 cho Chu Yin. Có thể thấy meta hiện nay đang khá chán khi người người nhà nhà, đến cả lobby rank cao của Trung Quốc cũng thiếu sự sáng tạo mà chỉ quanh đi quẩn lại Azir Yasuo mà thôi. Rất cần những kiểu build anti-meta như Javan ôm bom này để giảm bớt sự nhàm chán cho các trận rank. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chấm vào nút chuông để không bỏ lỡ các video hay ho từ các phiên nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.